Tình hình Covid tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam thì cũng khá là nghiêm trọng. Và đương nhiên là nếu mà Covid như thế này, chúng ta hạn chế ra ngoài, hạn chế đi làm, chắc chắn là kinh tế sẽ bị ảnh hưởng. Và nếu mà chúng ta nhìn vào các cái chỉ số kinh tế của tháng 7 thì chúng ta cũng đã thấy điều đó xảy ra. Tuy nhiên thì ở cái lần giãn cách lần này thì tôi nghĩ là mức độ ảnh hưởng chắc nó sẽ thấp hơn tháng 4 năm 2020. Bởi vì là mặc dù là kinh tế nội địa, tiêu dùng nội địa thì bị ảnh hưởng nhiều hơn, tuy nhiên thì nhu cầu ở bên ngoài chúng ta, nhu cầu của thế giới ấy, thì lại tăng lên bởi vì một số nước thì đã mở cửa trở lại và điều đó thì đã giúp cho xuất khẩu của chúng ta. Thế thì vậy thì bao giờ thì Covid sẽ được khống chế ạ? Thực sự là tôi cũng không phải chuyên gia dịch tễ, tôi cũng không biết được. Nhưng mà nếu mà nhìn vào cái mục tiêu của chính phủ là chúng ta có thể đạt được miễn dịch cộng đồng vào cuối 2021, đầu 2022, thì chúng ta cũng có thể lạc quan là ở thời điểm đó thì chúng ta có thể khống chế được Covid-19. Tất nhiên là bản thân tôi thì tôi nghĩ là chính phủ có lẽ cũng cần phải đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng. Bởi vì nếu mà chúng ta chỉ tiêm 1 triệu liều một ngày thôi thì rõ ràng là cũng phải mất đến gần 5 tháng nữa để chúng ta mới đạt được miễn dịch cộng đồng. Và nếu mà chúng ta tiêm một nửa số đó, ví dụ 500.000 liều một ngày, thì phải mất đến 10 tháng. Vậy thì để mà đạt mục tiêu ở cuối năm 2021, đầu năm 2022, chúng ta đã tiêm được 150 triệu liều cho 70% dân số của chúng ta, thì rõ ràng là chúng ta sẽ cần phải đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng. Tuy vậy thì khi mà Covid-19 được khống chế, nền kinh tế trở lại bình thường ấy, thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ có một sự phục hồi rất là mạnh mẽ. Tại sao tôi có thể nói như vậy? Bởi vì nếu mà chúng ta nhìn vào những nước đi trước chúng ta, ví dụ chẳng hạn như là Mỹ, châu Âu hay thậm chí là Ấn Độ chẳng hạn, sau những cái đợt bùng phát Covid-19 thì họ đã có một cái sự phục hồi rất là ngoạn mục. Và Việt Nam thì tôi tin là cũng như vậy. Ngoài ra thì những yếu tố mà hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế dài hạn của Việt Nam thì vẫn còn đó. Ví dụ như là xu hướng dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc, đúng không? Thì vẫn tiếp tục sẽ diễn ra. Và Việt Nam thì vẫn được coi là một địa điểm hấp dẫn đối với cả các nhà đầu tư nước ngoài và sẽ được hưởng lợi nhất từ xu hướng này. Chúng ta cũng có một cơ cấu dân số rất là thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế, và khi mà người dân giàu lên thì cũng sẽ giúp cho chúng ta tiêu dùng nhiều hơn, và tiêu dùng nhiều hơn thì cũng sẽ có tăng trưởng kinh tế. Khối tư nhân của chúng ta thì thực sự là cũng rất là năng động quý vị. Thời gian ở đây các quý vị cũng thấy là có rất nhiều các cái hoạt động, sự phát triển kinh tế của chúng ta thì rất nhiều đến từ khối tư nhân, đầu tư công, đúng không ạ? Chúng ta cái nhu cầu đầu tư của chúng ta thì cũng ở khắp mọi nơi, từ đường xá đến cảng biển, rồi sân bay, rồi tàu điện ngầm, đâu đâu chúng ta cũng cần đầu tư. Nếu chúng ta đầu tư hiệu quả thì sẽ mang lại tăng trưởng kinh tế. Rồi về mặt hiệu quả, về mặt năng suất lao động, chúng ta cũng thể cải thiện ở rất là nhiều điểm, từ thủ tục hành chính đến việc áp dụng công nghệ đến việc số hóa, thì tất cả những cái điều đó thì sẽ mang lại cho chúng ta sự phát triển và tăng trưởng. Quốc hội gần đây thì cũng có phê duyệt cái mục tiêu tăng trưởng cho giai đoạn 5 năm tới là từ 6,5 đến 7% một năm. Nói như vậy không có nghĩa là tôi đánh giá là chứng khoán sẽ đi lên, và tôi khuyên các quý vị là nên đầu tư hoàn toàn vào thị trường chứng khoán và đầu tư ngay ở các quý vị dựa vào những yếu tố của chính bản thân mình để mà đưa ra chiến lược phân bổ tài sản cho phù hợp. Thì khi Covid xảy ra thì quý vị cần xem lại, xem là chúng ta có bị giảm thu nhập không, chúng ta có khả năng bị mất việc không, rồi chúng ta có cần phải tăng những cái khoản dự trữ cho chúng ta để mà đề phòng là Covid kéo dài hay không chẳng hạn. Thì chúng ta cân nhắc những cái yếu tố đó để mà điều chỉnh chiến lược đầu tư của chúng ta. Thì tôi cũng rất là mong là quý vị rà soát lại những cái yếu tố của chính bản thân mình cùng với cả những đặc điểm của từng loại tài sản mà tôi đã đưa ra để mà lên cho mình một cái kế hoạch đầu tư và một cái chiến lược đầu tư phù hợp nhất, và chúng ta nên làm điều đó càng sớm càng tốt.